các đồ họa chơi game Intel Arc Alchemist sắp ra mắt đã được phát hiện trong điểm chuẩn Ashes of the Singularity. GPU chơi game rời đầu tiên của Intel đã cố gắng duy trì tốc độ khung hình cao nhất quán trong thử nghiệm. Thẻ xuất hiện trong một tiêu chuẩn được đăng trên trang web chính thức của Ashes of the Singularity. Nó dường như là một các đồ họa chuyên dụng dựa trên GPU Xe-HPG DG2. Mặc dù điểm chuẩn không xác định rằng đây là thẻ Intel Arc Alchemist, nhưng rất dễ dàng để suy luận đồ họa Intel Xe tích hợp không cung cấp loại hiệu suất mà thẻ này quản lý để đạt được. Được ghép nối với bộ xử lý Intel Core i9-12900K mới nhất và lớn nhất của Intel, thẻ hoạt động tốt duy trì trung bình 126,9 khung hình 1 giây FPS. Cài đặt trước được sử dụng cho thấy rằng cài đặt đồ họa trung bình đã được sử dụng và trò chơi đang được chơi ở 1080p. Vì đây là mẫu thử nghiệm đang được kiểm tra trước thời hạn, nên rất khó để so sánh chính xác điểm số đó với các đồ họa do Nvidia và Intel cung cấp. Kết quả tương tự như kết quả của RTX 3080 Ti. Nhưng điều đó có thể không phản ánh hiệu suất thực sự mong đợi của các đồ họa. Cho tàn của điểm chuẩn Singularity cũng không phải là cách đáng tin cậy nhất để đo hiệu suất của thẻ. Nhưng thực tế là nó vẫn duy trì tốc độ khung hình 1 giây khá cao. Intel Arc Alchemist sẽ là dòng các đồ họa chơi game đầu tiên của Intel. Mặc dù không thể mong đợi nó sẽ hoạt động tốt hơn các GPU tốt nhất trên thị trường, nhưng nó nên tìm đường vào nhiều PC chơi game. Thông số kỹ thuật của thẻ này phù hợp với thẻ RTX 30 series của Nvidia. Intel có thể chưa phát hành đối thủ cạnh tranh với RTX 3090, nhưng biến thể hàng đầu có thể tương đương với RTX 3070. Trong vài tháng qua, nhiều rò rỉ liên quan đến thẻ đã được phát hiện, cho phép chúng tôi tìm hiểu thêm về thông số kỹ thuật của chúng. Biến thể hàng đầu dự kiến sẽ có ít nhất 3 cấu hình khác nhau. Bắt đầu từ Alchemist cao cấp với 512 đơn vị thực thi EU, 4096 lõi, 16GB bộ nhớ GDDR6 và bus 256 bit. Băng thông bộ nhớ được đồn đại là 16GB trên giây hoặc 18GB trên giây. Các tin đồn chỉ ra xung nhịp khoảng 2,2 đến 2,5 GHz, nhưng Intel vẫn chưa tiết lộ thông số kỹ thuật chính thức. Ngoài cấu hình cao nhất, các tin đồn còn chỉ ra một biến thể có 384 EU, 3072 lõi và 12GB bộ nhớ chạy trên bus 192 bit. Cũng có thể có một CPU với 256 EU, 2048 lõi, bộ nhớ GDDR6 8GB và bus 128 bit. Tất cả các thẻ dự kiến sẽ tiêu thụ lượng điện năng khá cao. Intel đã đưa ra lựa chọn để tạo ra các đồ họa chơi game cạnh tranh, nhưng sự tăng vọt về hiệu suất chắc chắn đi kèm với một cái giá. Thẻ 512 EU Alchemist hàng đầu được đồn đại có TDP từ 225W đến 275W. Trong khi thương hiệu Arc Alchemist đã được công bố thông qua một màn trình diễn ánh sáng rực rỡ. Intel được cho là sẽ công bố đầy đủ các đồ họa sắp tới trong C 2022 vào tháng Giêng. Các đơn vị máy tính để bàn có thể sẽ lên kệ vào tháng 2. Nhưng người dùng máy tính xách tay có thể phải đợi hàng tháng trước khi dùng thử GPU Intel Arc Alchemist. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!